Về già, ăn rau ngót nấu cùng thứ này đẩy lùi tiểu đường, tốt cho tim mạch, huyết áp ổn định. Chào mừng cô bác đã quay trở lại với kênh Cuộc Đời Giá Trị. Cô bác thân mến, rau ngót được biết đến là loại rau lành tính, bình dân, giá rẻ, thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm người Việt như món canh thịt băm rau ngót. Không những vậy, nó còn là liều thuốc tự nhiên với tác dụng lợi tiểu, thanh lọc cơ thể. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy lượng chất đạm trong rau ngót có thể so sánh với những loại đậu xưa nay nổi tiếng giàu đạm, là loại đạm thực vật quý, hiếm có. Còn vitamin C trong rau ngót thậm chí được cho là có hàm lượng cao hơn cả trong cam hay ổi. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ loại thực phẩm nào, cô bác cần phải ăn rau ngót đúng cách thì mới mang những công dụng tuyệt vời. Và trong video của ngày hôm nay, chương trình xin chia sẻ tới cô bác chỉ với một bát canh rau ngót giúp đẩy lùi tiểu đường, tốt cho tim mạch, huyết áp ổn định, giúp đánh bay đủ loại bệnh tật. Vậy cụ thể công dụng của rau ngót là gì? Mời cô bác hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. 1. Đầu tiên, rau ngót chính là lá bùa hộ mệnh cho bệnh nhân tiểu đường. Như cô bác biết, nếu chẳng may mắc phải căn bệnh tiểu đường, việc ăn uống cần được kiểm soát nghiêm ngặt, hạn chế đường huyết tăng cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Và rau ngót được các chuyên gia đánh giá là ứng viên sáng giá nhờ có chứa insulin, chất giúp kiểm soát lượng đường, duy trì đường huyết ổn định. Việc cô bác thường xuyên bổ sung rau ngót vào bữa ăn hàng ngày chính là một biện pháp nhằm cải thiện đường huyết hiệu quả mà cô bác nên áp dụng. Đảm bảo chỉ sau một thời gian ngắn, bệnh tiểu đường cũng được chữa triệt để, cũng nên đấy. 2. Công dụng tiếp của rau ngót là giúp duy trì tim mạch, huyết áp ổn định. Làm nội dung này, tôi cũng xin chia sẻ với cô bác câu chuyện của bác Lâm gần nhà tôi. Năm nay đã 65 tuổi, cách đây mấy năm bác mắc bệnh huyết áp cao với máu nhiễm mỡ, người gầy sộp, ốm yếu xanh xao. Bác chuyển về quê sống một thời gian. Mới hôm nọ gặp lại bác, tôi còn chẳng nhận ra trông bác khác hẳn, có da có thịt hơn, không tiều tụy như trước, và được bác chia sẻ bệnh tim mạch đã sạch bóng. Bí quyết là nhờ rau ngót rẻ tiền bán đầy ngoài chợ thôi ạ. Được biết trong rau ngót có hợp chất babaverin, có tác dụng chống co thắt cơ trơn, giúp giãn mạch và cải thiện được triệu chứng cao huyết áp. Nếu cô bác có các vấn đề về nghẽn mạch, tắc mạch hoặc bị xơ vữa động mạch thì có thể dùng rau ngót để hỗ trợ trong điều trị bệnh sẽ rất hiệu quả, nhất là cô bác nào mắc tai biến mạch máu não. 3. Rau ngót chính là liều thuốc tự nhiên trị nám, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Chẳng biết có chị em phụ nữ nào đang xem chương trình có bị tình trạng nám da không ạ? Chứ tôi thấy chị gái tôi bị nám da mà dùng đủ loại mỹ phẩm đắt tiền cũng chẳng cải thiện được là bao. Thế nào hôm chị tôi tham gia hội thảo đông y, được các chuyên gia chia sẻ bí quyết sử dụng rau ngót, chị cũng làm liều thử xem sao. Bởi từ xưa đến nay, rau ngót vẫn hay được sử dụng và cô bác có biết không? Những giá trị, tôi hết sạch nám da mà da rẻ trông tươi tắn, hồng hào, trẻ ra cả chục tuổi cô bác ạ. Tất cả là nhờ rau ngót có chứa nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin A, B, C giúp ức chế sự hình thành của các sắc tố trên da và có tác dụng ngăn chặn nám hiệu quả, giảm thiểu lão hóa, da rẻ căng bóng, mịn màng trở lại sau vài lần sử dụng. Cô bác chỉ cần dùng nước cốt, rau ngót và duy trì thực hiện trong khoảng 1 tháng, hoặc cũng có cách khác là đắp mặt nạ rau ngót bằng cách giã nát rau ngót và cho thêm vào đó một chút gừng đắp lên mặt trong khoảng 20-30 phút. Sau đó rửa lại với nước sạch và lặp lại 2 lần một tuần, chẳng mấy chốc da rẻ đẹp, mỹ mãn. 4.
rau ngót hỗ trợ điều trị sỏi thận hiệu quả. Tôi có anh bạn ăn uống cũng thiếu khoa học nên mắc phải căn bệnh sỏi thận mấy năm nay, mà dùng thử thuốc đông y, tây y đủ cả nhưng cũng chẳng ăn thua. May mắn gặp được người bà con mách ăn rau ngót tốt lắm, có khi còn thải được sỏi ra ngoài đấy. Anh bạn tôi ban đầu cũng bán tín bán nghi, nhưng thôi thì có bệnh cũng phải vái tứ phương nên vẫn dùng thử một thời gian, mà công nhận điều thần kỳ đó xảy ra thật cô bác ạ. Bởi vì rau ngót có chứa nhiều vitamin và chất khoáng, nhiều đạm, hạn chế rối loạn chuyển hóa canxi là một trong những nguyên nhân chính gây loãng xương và sỏi thận. Vì thế, chữa sỏi thận bằng rau ngót là phương pháp được các bác sĩ chuyên gia khuyến khích lựa chọn. Cô bác nào mắc sỏi thận có thể uống nước ép rau ngót hấp cách thủy, hỗn hợp nước rau ngót sống và một thìa mật ong, hoặc sử dụng rau ngót trong những bữa ăn hàng ngày, sẽ sớm khỏi bệnh trong nay mai thôi. 5. Rau ngót thực phẩm vàng giảm cân nhanh chóng. Hộp thư của chương trình truyền hình sức khỏe mới đây cũng nhận được một số thắc mắc của khán giả gửi về với chung một nỗi băn khoăn. Không biết rau ngót có thể giúp giảm cân được không? Chúng tôi có trao đổi với các chuyên gia thì được biết uống nước rau ngót sống giảm cân là phương pháp được nhiều chị em áp dụng hiện nay. Mỗi ngày uống khoảng 200ml nước ép nguyên chất không cho đường sẽ có tác dụng giảm cân an toàn. Chẳng mấy chốc có được cân nặng lý tưởng. Để có được điều này là nhờ vào các thành phần dinh dưỡng như chất xơ, đạm thực vật, vitamin C, nước giúp tiêu hóa chất béo nhanh, tránh tích mỡ, vận chuyển năng lượng, đốt cháy mỡ thừa cực hiệu nghiệm chỉ trong thời gian ngắn. Cô bác thân mến, rau ngót nếu được chế biến và sử dụng đúng cách thì mang lại hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Nhưng nếu cô bác phạm phải một trong ba sai lầm tai hại dưới đây sẽ vô tình làm mất hết chất dinh dưỡng của rau ngót, tích tụ độc tố vào người, càng ăn càng rút ngắn 25 tuổi thọ. Vậy cụ thể, sai lầm khi ăn rau ngót là gì? Liệu cô bác có đang vô tình mắc phải hay không? Xin mời cô bác cùng đi tìm câu trả lời trong phần 2 của chương trình nhé. 1. Không nên ăn quá nhiều rau ngót. Chẳng khác nào biến nó thành con dao hai lưỡi, hại sức khỏe ghê gớm, tuổi thọ tụt dốc không phanh, nhất là cô bác kém ăn hay bị mất ngủ. Cô bác có công nhận với tôi, đa phần mọi người cứ thấy cái gì tốt là lại vô tư ăn, chứ chẳng mảy may suy nghĩ xem nó có hại sức khỏe hay không. Thế nhưng các chuyên gia khuyến cáo, việc ăn rau ngót quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng mất ngủ hoặc khó ngủ, đồng thời gây cản trở việc hấp thụ canxi, phốt pho, dẫn đến loãng xương. Nguyên do là vì trong quá trình tiêu hóa, rau ngót sẽ sản sinh lượng lớn chất cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho của cơ thể. Chính vì vậy, cô bác chỉ nên dùng rau ngót với lượng vừa phải. Chỉ nên dùng tối đa 50g rau ngót trong một ngày, chia làm nhiều lần trong tuần, tránh ăn quá nhiều rau ngót cùng một lúc, để tránh gây ảnh hưởng sức khỏe lâu dài cô bác nhé. Đặc biệt là cô bác lớn tuổi, người hay bị mất ngủ thường xuyên, kém ăn, hay bị còi xương, thiếu canxi, càng cần hạn chế ăn thôi ạ. Kẻo lợi bất cập hại cô bác thấy đấy. Rau ngót sẽ đem lại những điều thần kỳ cho sức khỏe. Nếu chúng ta biết ăn đúng cách, nếu vô tình phạm phải sai lầm mà chương trình chia sẻ thì đúng là hại sức khỏe vô cùng. Nên cô bác hãy hết sức cẩn trọng nhé. 2. Sai lầm tiếp theo đó là vò rau ngót khi rửa mất sạch chất dinh dưỡng. Tôi để ý thấy đa phần chị em phụ nữ ở nhà có món rau ngót khi rửa sẽ thường có suy nghĩ lầm tưởng cho rằng vò rau ngót khi rửa nhằm giúp rau sạch mềm hơn khi nấu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ dinh dưỡng Hoàng Thị Thúy Hà, Viện Dinh dưỡng Lâm Sàng cho biết, việc làm này là sai lầm, tai hại không hề tốt, vô tình sẽ làm giảm lượng dinh dưỡng vốn có trong rau ngót.
cô bác có ăn nhiều bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn tích thêm độc tố vào người. Chính vì vậy, nếu cô bác muốn rau mềm hơn thì khi nấu, cô bác nên rửa sạch rau trước khi bỏ vào nồi nước sôi. Cô bác có thể vò nhẹ rau nhưng tuyệt đối không rửa lại rau hay vò nát để giữ hương vị và đảm bảo nguồn dinh dưỡng. Tốt nhất cô bác nên ăn rau ngót ngay khi được nấu chín nhé. 3. Phụ nữ mang thai không muốn hại cả mẹ lẫn con thì không nên ăn rau ngót. Bây giờ tôi vẫn chưa hết rùng mình khi nhớ lại câu chuyện hy hữu của cô bạn thân mới bầu em bé đầu lòng được 3 tháng nhưng do tắc trách không tìm hiểu kỹ nên vẫn cứ vô tư ăn rau ngót. Một hôm thấy đau bụng dữ dội ra máu, bạn tôi vội vã đến viện khám thì thai đã chết lưu. Nghe tin xong, cô bạn tôi ngập tràn nước mắt, suy sụp hoàn toàn. Vì không ngờ chỉ vì sự bất cần bản thân đã làm hại đứa con còn trong bụng mẹ, cô bác ạ. Nên tôi cũng mong muốn chia sẻ cho cô bác biết mà tránh kẻo hối chẳng kịp. Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, nguyên chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội, đối với phụ nữ bình thường, rau ngót là món thực phẩm giàu dinh dưỡng, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai thì nó chẳng khác nào là liều thuốc độc. Tốt nhất không nên ăn vì có thể bị sẩy thai vì chất papaverin trong rau ngót. Mặc dù có công dụng giảm đau, hạ huyết áp, nhưng có thể là một trong những nguyên nhân gây co thắt tử cung dẫn đến sẩy thai. Chính vì thế, để an toàn cho cả mẹ lẫn con, không chỉ riêng phụ nữ mang thai mà ngay cả những đối tượng đã có tiền sử sinh non, sẩy thai hay đang thụ tinh trong ống nghiệm thì nên hạn chế tối đa ăn rau ngót, kẻo lợi bất cập hại cô bác nhé. Và trong phần cuối của chương trình, mời cô bác cùng nghe chuyện ngắn Vòng Tay Hạnh Phúc. Công việc đó là của vợ, ông làm gì? Không có việc gì là của vợ hay của chồng cả. Ở cơ quan ông không triển khai luật bình đẳng giới à? Mà tôi nghe Hà kể với cái Liên đang buồn về ông lắm đấy. Nghe nói biết kết quả siêu âm là con gái, ông thất vọng lắm hả? Thời buổi này là buổi nào mà ông còn tư tưởng trọng nam khinh nữ vậy? Ông biết không, có con gái tuyệt vời lắm nhé. Mến ba hơn mẹ, ngày sinh nhật ba mẹ đều nhớ cả và còn nói những lời yêu thương, con yêu ba. Liên nằm im không nhúc nhích, cuốn sách thay chiếc gối dưới gáy cô lạnh toát và cứng đờ. Căn phòng ngủ rộng thênh thang làm lòng cô thêm trống trải cô đơn. Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, những ánh nắng ban mai rọi vào làm cô chói mắt và cả tiếng chim trong lồng đang hót cũng không đủ sức kéo cô dậy khỏi chiếc giường. Hình như cô bị ốm, toàn thân nhức mỏi và ê ẩm. Nhưng sao chẳng thấy chồng cô bên cạnh? Hôm nay là ngày chủ nhật mà, anh có đi làm đâu? Nỗi cô đơn ở nhà một mình với Liên trở nên quen thuộc. Cô cố gắng cử động, co duỗi chân tay, cảm thấy thoải mái hơn rồi quờ tay lấy chiếc điện thoại. Có hai cuộc gọi nhỡ của Hà. Cô gọi lại, tiếng Hà alo ở bên kia đầu dây vang lên rộn rã. Bà làm gì mà bây giờ cầm máy thế, ra quán cà phê cũ nhé. Thôi, mày cứ ngồi đó đi, tao mệt không đi được. Lúc nào tôi cũng nghe bà than mệt và buồn thôi. Chủ nhật người ta đi uống cà phê với chồng với con kia kìa. Còn bà cứ ru rú trong nhà thế kia, có ngày chết phiền. Thay quần áo đi, tôi qua chở bà bây giờ. Nói rồi, Hà cúp máy. Liên gắng gượng bước ra khỏi giường rửa mặt, trang điểm. Nhìn vào gương soi, cô thấy mình trở nên hốc hác, gầy đi nhiều. Một phần do cô ốm nghén, ăn cái gì là nôn ra cái đó. Phần nữa phiền muộn vì Hùng, chồng cô. Khi đang còn yêu nhau, Hùng cũng là một người ga lăng chiều chuộng cô hết mực. Nhưng sau khi cưới, Hùng thay đổi trở thành một đàn ông gia trưởng trịnh thượng. Hùng bắt cô nghỉ việc ở thư viện một trường tiểu học của thị xã, công việc mà cô yêu thích
và đúng với ngành học của cô. Nhưng Hùng cho rằng làm ở đó lương 3 cọc 3 đồng không đủ xăng xe, đi đám cưới và chiếm nhiều thời gian. Thế là cô phải ở nhà quanh quẩn trong 4 bức tường lạnh ngắt như con chim chồng cô mua về làm cảnh. Suốt ngày nó nhảy nhót muốn thoát ra khỏi cái lồng đó mà không được. Công việc thường ngày của cô như một ba xem định sẵn. Sáng thức dậy nấu đồ ăn sáng cho Hùng, sau đó đi chợ, về lau chùi nhà cửa. 11 giờ nấu cơm trưa, chiều giặt giũ quần áo, tưới cây, rồi nấu cơm tối. Những bữa ăn tối cô thường ăn cơm một mình vì Hùng thường đi nhậu nhẹt với bạn bè hay đối tác làm ăn. Khuya về thì say mềm lăn ra ngủ mà không quan tâm tới vợ mình thế nào. Bởi anh nghĩ phụ nữ sau khi lấy chồng chỉ cần công việc nội trợ là đủ rồi, còn kinh tế gia đình người đàn ông là trụ cột. Thực tế mà nói, kinh tế vợ chồng Liên rất khá giả, nhà cửa 2 tầng khang trang, chồng làm ở ban quản lý dự án thị xã, có ô tô riêng đi về. Nhìn vào đó thì ai cũng nghĩ rằng Liên sướng nhất trần đời rồi còn gì. Nhiều người mơ ước mà không có được. Nhưng có ai ngờ rằng ngồi trên đống vật chất giàu có, nhung lụa đó mà cô lại buồn và cô đơn đúng như người ta nói, người giàu cũng khóc. Đang ngồi suy nghĩ, bỗng chuông ngoài cổng reo lên. Cô biết ngay là Hà đến. Cô ra mở cổng, Hà vẫn không khỏi cào nhào. Rời ạ, sao không thay đồ đi? Liên vẫn không muốn đi, nhưng Hà cứ giục mãi. Cuối cùng cô phải chịu ngồi lên xe của Hà. Đến quán cô thấy mình như lạc lõng hơn khi chứng kiến từng đôi vợ chồng cùng con cái ngồi uống cà phê, trò chuyện, trông thật hạnh phúc. Cô cũng khát khao cảnh tượng ấy. Bỗng Cường, chồng của Hà, hỏi: Em uống gì? Cho em ly sữa nóng. Hùng đâu mà để em ở nhà một mình? Anh ấy đi gặp một số người trong ban quản lý dự án. Cô kiếm cớ nói vậy chứ chẳng biết Hùng đi đâu. Khi cô thức dậy chẳng biết Hùng đi lúc nào. Cái thằng này làm việc cả tuần, cuối tuần đưa vợ con đi chơi uống cà phê chứ. Để anh gặp nó xử vụ này. Cường nói tiếp. 10 giờ mọi người chia tay ra về. Hà chờ cô về lại ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Nói thực, cô muốn lang thang đâu đó cho vơi nỗi buồn, nhưng chẳng biết đi đâu nữa ở cái thị xã nhỏ bé này, ngoài các quán cà phê và quán nhậu. Bước vào nhà, chân cô nặng trĩu. Cô vứt túi sách rồi nằm xuống giường chẳng thèm nấu ăn. Bỗng tin nhắn điện thoại reo lên là của Hùng. Trưa nay em cứ ăn trước đi nhé, anh đi có việc. Lại là bản tin quen thuộc, cũ xích với cô, chẳng có gì bất ngờ. Ăn cơm một mình trở nên bình thường mà trưa nay cô chẳng thèm ăn nữa. Ngoài trời, những cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào song cửa làm cô thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Cường vừa quét dọn bếp vừa hát, chuông điện thoại đổ hồi lâu, đang làm lỡ việc nên Cường cầm máy muộn. Anh nhấn nút xanh, tiếng Hùng ở bên kia đầu dây vang lên. Đang ở đâu thế? Lên đây mau, ở quán Thủy Hoa Viên nhé. Tao bận rồi không đi được, hôm nay là ngày đặc biệt của vợ. Ối dào, tối về tha hồ với vợ. Không, tao xin khất bữa khác. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật vợ, tao lên kế hoạch rồi. À mà khoảng 7 giờ tối mày chờ Liên qua chơi luôn. Cường tắt máy sau khi nghe tiếng Hùng lầm bầm. Thằng này bị khùng, bày đặt tổ chức sinh nhật vợ. Là bạn thân của nhau, nhưng Cường trái ngược với Hùng hoàn toàn. Cường rất quan tâm đến cuộc sống gia đình. Ngoài công việc ở cơ quan, anh cũng đưa đón con cái đi học. Bữa nào vợ bận, anh cũng đi chợ và về nấu ăn. Nói chung công việc nội trợ anh cũng rất đảm đang, không thua kém gì phụ nữ. Hôm nay anh chuẩn bị món quà bất ngờ dành tặng vợ, đó là vào bếp tự nấu một món ăn mà vợ yêu thích. Nghe tiếng xe máy vợ về, anh rất hồi hộp. Hà lên tiếng: Anh ơi, anh đón con về chưa?
Hai bố con ở trong phòng đi ra, trên tay cầm một cái bánh sinh nhật thật to, cùng hát Happy birthday to you, happy birthday to you, khiến Hà tròn xoe mắt và vô cùng hạnh phúc. Đứa con gái lên tiếng, mẹ biết không, hôm nay bố xin nghỉ sớm để về làm sinh nhật tặng mẹ đó. Ôi, con gái yêu của mẹ, mẹ cảm ơn hai bố con. Anh, em hạnh phúc quá, chỉ cần anh nhớ đến ngày sinh nhật của em là em vui rồi. Còn bày biện nấu nướng làm gì nữa, rồi lau chùi dọn dẹp mọi thứ. Có gì đâu em tưởng đàn ông các anh chỉ biết có công việc và uống rượu thôi à. Một khi vào bếp là trổ tài đó nghe. Mà em biết không, có vào bếp anh mới thấu hiểu được nỗi vất vả công việc nội trợ của phụ nữ. Đúng là công việc không tên không tuổi này chiếm nhiều thời gian và mệt mỏi. Thế bây giờ anh mới hiểu à, phụ nữ chúng em chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới. Ngoài công việc ở cơ quan, còn việc nhà nữa chứ, mà có ai hiểu cho đâu. Lâu nay người ta cho rằng đó là bổn phận của người phụ nữ nên không được kêu ca, than vãn. Thế bây giờ có người hiểu em rồi và muốn chia sẻ việc bếp núc với vợ nữa, em nghĩ sao? Anh chỉ khéo nịnh thôi. Hà vừa nhìn chồng, vừa mắng yêu. À, anh ơi, ở cơ quan em đang lấy ý kiến đề bạt vào chức trưởng phòng đó. Em nằm trong danh sách đề cử, có 5 người mà chỉ mình em là nữ thôi. Mấy chị em nói lần này bỏ phiếu cho em để trong cơ quan chức danh có nam có nữ như luật bình đẳng giới mà chúng ta tập huấn. Còn anh có ủng hộ em không? Sao lại không? Có vợ làm sếp là oai lắm chứ. Anh sẽ làm hậu phương vững chắc cho em thăng tiến. Hai vợ chồng nói chuyện rôm rả, quên gấp thức ăn, khiến cô con gái lên tiếng. Ba mẹ say sưa nói chuyện để thức ăn nguội hết kìa. Một buổi chiều, Cường chạy xe trên đường về, bỗng Hùng gọi to. Cường! Cường quay xe lại và tấp vào bên vệ đường. Hùng nói, chúc mừng bà xã ông nhé, lên chức trưởng phòng. Cái chức còn con đó có gì to tát đâu. Rảnh không, đi đánh vài chén cho vui. Ông ngày nào cũng nhậu, tại sao tối qua tôi bảo chờ Liên sang chơi dự sinh nhật Hà mà ông không đến? Uống về say rồi còn nhớ gì nữa, thôi hôm nay tôi chuộc lỗi vậy. Trách thế thôi, bây giờ tôi phải đi đón con gái. Công việc đó là của vợ, ông làm gì? Không có việc gì là của vợ hay của chồng cả. Ở cơ quan ông không triển khai luật bình đẳng giới à? Mà tôi nghe Hà kể, cái Liên đang buồn về ông lắm đấy. Nghe nói biết kết quả siêu âm là con gái ông thất vọng lắm hả? Thời buổi này là buổi nào mà ông còn tư tưởng trọng nam khinh nữ vậy? Ông biết không, có con gái tuyệt vời lắm nhé, mến ba hơn mẹ. Ngày sinh nhật ba mẹ đều nhớ cả, và còn nói những lời yêu thương. Con yêu ba. Ông thay đổi định kiến đi. Sau này lớn lên, con gái tôi nói thích học ngành kiến trúc, tôi sẽ ủng hộ. Nhiều người cho rằng đây là nghề của nam giới, con gái nên học sư phạm hay cái gì đó nhàn rỗi. Bữa nay con trẻ suy nghĩ khác lắm, không phải như ngày xưa, bố mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thôi, đến giờ đón con rồi, tôi đi đây. Tiếng xe máy của Cường vút qua và những lời nói lúc nãy khiến Hùng suy nghĩ. Thì ra từng ngày trôi qua đi, anh không nhận ra được những gì thực tại mình đang có. Anh chỉ biết đến công việc và cuộc liên hoan tiệc tùng cùng bạn bè mà quên đi người vợ thân yêu của mình. Anh cứ tưởng rằng cho vợ nghỉ việc ở cơ quan để ở nhà an nhàn, bớt vất vả là đem lại niềm vui cho cô ấy. Mà anh không biết đó là nỗi buồn, nỗi cô đơn của vợ. Liên là một cô gái trẻ tràn đầy sức sống, khát khao được làm việc, được cống hiến. Thế mà anh lại giam cầm trong ngôi nhà hai tầng, xung quanh bốn bức tường vắng lạnh. Anh có cảm nhận điều đó của cô ấy không? Và lại cách sống của anh không hề quan tâm, chia sẻ với vợ, khiến tình cảm vợ chồng thêm xa cách. Thêm vào đó, định kiến của anh sinh con trai, dù không la mắng,
nhưng với cách xử sự của anh làm cô ấy thêm đau lòng. Chợt anh quay xe lại không đi nhậu nữa. Anh nhớ tới Liên, người phụ nữ từng pha cho anh ly cà phê buổi sáng, ủi đồ cho anh, thắt cà vạt cho anh mỗi khi anh đi làm hay ngồi một mình đợi anh về ăn cơm. Người phụ nữ sống cam chịu vì anh. Trong anh chợt lóe lên suy nghĩ, anh tìm mua một bó hoa hồng. Anh cảm thấy hơi ngượng ngập vì lâu lắm rồi anh mới mua hoa tặng cô ấy. Nhưng quan trọng là anh có thể đem đến điều bất ngờ cho người vợ của mình. Hàn Liên sẽ hạnh phúc biết bao khi có người đàn ông ôm bó hoa đứng trước mặt mình. Nàng đứng dậy, trong một phút ngỡ ngàng, nàng nhìn vào mắt anh. Anh trở nên luống cuống, giọng ấp úng. Chúc mừng em và con của chúng ta. Tha lỗi cho anh nhé. Ngày mai anh sẽ xin việc cho em làm trở lại. Và nếu em thích thì cứ tham gia các hoạt động ở khu phố, cơ quan hay gặp gỡ bạn bè. Người phụ nữ đứng trước mặt anh đưa tay gạt nước mắt. Nàng không nói gì, ôm anh vào lòng. Và nàng cũng cảm nhận một vòng tay hạnh phúc đang quấn lấy mình. Ngoài kia, tiếng chim hót lành lót như chúc mừng niềm hạnh phúc trở lại ngôi nhà này.